Xin kính chào bà con nhé. Hôm nay mùa dịch nhưng mà trại dế Thanh Bình vẫn gửi giống đi cho các trại vệ tinh. Hôm nay gửi cho một trại vệ tinh ở Nghệ An. Đây là khay trứng đặc trưng của trại dế Thanh Bình. Thế là khay trứng lớn nhé, khay trứng lớn chứ không phải là khay giống siêu siêu đâu. Hay đựng vào cái bịch siêu siêu lở đã được có mấy con. Còn trại dế Thanh Bình sẽ cấp hoàn toàn là nguyên khay như thế này, một khay lớn như thế này cấp cho các trại vệ tinh đó. Đây cho nên là các trại vệ tinh cứ yên tâm đó. Và khay trứng nguyên bản nhé đó. Đấy, mình sẽ đóng trứng như thế này. Mặc dù dịch nhưng mà ta vẫn gửi vào theo đường tiết kiệm hoặc là vào các cái bóp về theo, người ta đều nhận hàng hết và người ta chuyển cũng rất là nhanh đó. Thế anh Bình gửi giống đi vào cho một trại vệ tinh ở trong Nghệ An. Đây là khay trứng đặc trưng của trại dế Thanh Bình. Quay lại cho bà con xem nhé. Nhiều bà con cứ hỏi khay trứng ở trại Thanh Bình đây. Đây là khay trứng ở trại Thanh Bình sẽ được cấp như thế này. Đây là một cái khay to, trại Thanh Bình sẽ cưa ra. Đó, cưa ra, cưa cái mặt trên đi. À, vì cát để dày lên đây rất là nặng. Đấy, mà không giải quyết được cái gì. À, mà đóng rất là khó đóng. Chính vì vậy trại Thanh Bình sẽ cưa đi và lấy trứng như thế này. Đây là khay lớn nhé. Ai mua giống ở trại Thanh Bình, nhiều người điện hỏi anh ơi giống như nọ kia không, nọ kia em nở được mấy con. Mà không, nhưng trại Thanh Bình sẽ, đây là ai xem cái video này thì biết là giống như cấp như thế này. Và nguyên bản luôn nhé, nguyên bản, lấy như thế nào cấp như vậy. Đó, đây. Đây, để cho bà con nhiều người hỏi về khay trứng thì hôm nay xem video này thì chúng ta biết là khay trứng đặc trưng của trại dế Thanh Bình là khay như thế này. Vuông to cấp nguyên bản, đấy, trứng rời trên mặt luôn. Đó, đấy. Cho các trại vệ tinh xem mùa dịch hôm nay là 27 tháng 8, nhưng mà trại dế mùa dịch đó, nhưng mà trại mình vẫn gửi giống đi và các cái hà ra hàng tiết kiệm nó vẫn nhận bình thường, nhận là đã gửi hàng được nhé. Bà con nuôi xong bà con sẽ bán sản phẩm lại cho trại dế Thanh Bình. Đây giống đóng như thế này đấy, bà con đó. Rất là cẩn thận đó. Và trứng nguyên bản luôn đó, trứng nguyên bản nhé, khay to. Đây là khay giống đặc trưng của trại dế Thanh Bình nhé. Đó. Đấy, mỗi lớp thì mình sẽ đặt như thế này lên trên để đảm bảo không bị đè nén gì, không bị cái gì cả. Con trứng rất là đạt. Nay trại giống Thanh Bình cấp trứng cho ký hợp đồng với một trại vệ tinh ở trong Thanh Hóa. Mình sẽ gửi đi lên giao hàng tiết kiệm, người ta sẽ đưa vào đó. Mang cái dao đây. Đó, sau khi đặt xong thì mình còn đặt thêm một cái dao bên trên. Đó. Đây là cái trứng đặc trưng của trại dế Thanh Bình nhé. Ai liên kết với trại dế Thanh Bình đều biết cái phương châm sống của trại dế Thanh Bình là gì rồi. Đó là những cái điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng bao giờ làm cho người khác. Đặc biệt là cấp giống là phải cấp có uy tín, chuẩn, nở ra đạt cho bà con. Và nhiều, không những đạt mà còn nhiều nữa cơ. Nhiều một số anh chị em trên mạng là phản ánh về trại dế Thanh Bình bảo mua nơi nọ mua nơi kia thì xin lỗi trại dế Thanh Bình sẽ không đặt, là không sẽ quan tâm vấn đề đấy. Vì ai làm như thế nào thì người đó phải chịu trách nhiệm. Còn trại dế Thanh Bình cấp là hoàn toàn là khay trứng lớn nhé, uy tín. Nhiều người cứ hỏi là thế nọ thế kia, trại nọ trại kia cấp về cái khay nó nhỏ cho xíu này này, một khay như này có người nở ra được 5 lạng. Anh chị em biết 5 lạng dế thì ăn thua cái gì, nuôi làm sao bà con đạt được. Nên trại dế Thanh Bình cái cấp một khay như thế này thì nguyên bản như này thì anh chị em tính là nở ra được bao nhiêu cân, bao nhiêu cân nguyên bản luôn nhé. Đó, đây là cách làm việc của trại dế Thanh Bình. Anh chị em nào liên kết anh Bình đều hiểu được cách làm việc của trại dế Thanh Bình là như thế nào, là như thế nào rồi. Đó là những cái điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng bao giờ làm cho người khác. Mình không muốn thất bại thì đừng bao giờ làm cho các bạn. Bao dính không? Được. Dính không? Tháo dính ra đây.
dịch cũng phải gửi giống đi về các trại thụ tinh bình thường. Bình thường rồi các trại thụ tinh sẽ bán hàng ngược lại cho trại Thanh Bình. Thanh Bình sẽ ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đó. Bao tiêu sản phẩm cho bà con ở mọi miền trên tổ quốc nhé, toàn quốc đó. Đấy, bà con bên trại Thanh Bình sẽ đóng giống rất là cẩn thận, ghép này vào. Đấy, rất là cẩn thận để cấp giống cho bà con rất là uy tín. Ai mà mua giống trại Thanh Bình thì đều biết, dù mua lẻ hay là ký kết bao nhiêu sản phẩm đều biết giống của trại Thanh Bình rất là nhiều thế nào. Đó. Và cấp khay nguyên bản nhé, không đả không gì cả. Đấy, có nhiều anh chị phản ánh là mua cây trứng về nở lưa thưa được mấy con, và có khi lại có các loại dế ở đấy nữa, thì cái đó là việc làm ăn của làm ăn của gia đình Bình sẽ không quan tâm vấn đề đấy. Còn ai làm ăn với gia đình Bình đều gia đình Bình cấp giống rất là uy tín, dù là mua lẻ hay là mua bao tiêu sản phẩm, gia đình Bình luôn luôn làm ăn uy tín. Thì phương châm sống của gia Thanh Bình đó là những điều gì người mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng bao giờ làm cho người khác. Đúng không tính được. Và đây là hợp đồng của Dế Thanh Bình. Đó. Hợp đồng của Dế Thanh Bình có chữ ký đồng hoàng của Dế Thanh Bình. Đó. Và khi mà người ở xa chuyển khoản cho trại Dế Thanh Bình và đến mình sẽ gửi hợp đồng mà giống theo. Đó. Chỉ có một bản hợp đồng thôi nhé. Đó. Còn kỹ thuật thì trại Dế Thanh Bình sẽ hỗ trợ trực tiếp qua video và Zalo. Video Zalo chứ trại Dế Thanh Bình sẽ không biết. Vì anh chị em mà biết rồi, con dế là con dế sống. Con dế sống thì phải hỗ trợ nhìn thấy, trông thấy cơ. À, nhiều người, nhiều trại biết ra linh tinh, hướng dẫn kỹ thuật linh tinh. Lúc bà con gặp thất bại, đó. Nên như thế này sẽ được đóng vào trong gói hàng, gói trứng dế. Và sẽ vận chuyển về trại vệ tinh và trại Thanh Bình sẽ ký vào và sau đó chụp Zalo gửi lại cho Dế Thanh Bình. Đó, đây, Dế Thanh Bình sẽ đóng như thế này, anh chị em thấy. Là có chữ ký đồng hoàng, chữ ký tay đồng hoàng nhé. Đó. Đấy. Đây là sau đó sẽ được đóng vào trong hộp này. Đó, hộp trứng dế. Đấy. Không có một tờ giấy kỹ thuật nào nhé. Ai liên kết với anh Bình đều biết. Anh Bình sẽ hỗ trợ trực tiếp qua video Zalo gọi hoặc gửi video, anh Bình sẽ nhìn, quan sát và thấy sự tăng trưởng của con dế thế nào. Dế Thanh Bình sẽ hỗ trợ kỹ thuật về kỹ thuật cho ăn, thuật lên vỉ, xếp vỉ vân vân. Để cho bà con đạt, bà con biết là rất nhiều, theo dõi kênh của Dế Thanh Bình, rất nhiều người thành công trong ngành nuôi dế của Dế Thanh Bình. Lần một cũng rất thành công, con dế to, khỏe, đẹp. Tôi đã quay trực tiếp cho bà con nhìn rồi. Đó. Và nên là khi liên kết với Dế Thanh Bình, bà con hoàn toàn yên tâm. Hoàn toàn yên tâm, Dế Thanh Bình làm ăn là hoàn toàn uy tín. Đó. Hoàn uy tín. Đấy. Cho nên là thấy mình nhắc lại, thấy mình chỉ có một hợp đồng duy nhất, hợp đồng duy nhất này, sau đó đóng vào và gửi cho các trại vệ tinh. Còn ai đi trực tiếp đến nhà thì nhận hợp đồng ngay, còn không thì đến gửi sẽ đóng như thế này, đóng vào đây luôn, đó, vào đây luôn đó, để cho bà con nhận hợp đồng ký và gửi lại hình ảnh cho Dế Thanh Bình là ok, cứ vậy chúng ta làm theo hợp đồng bán về đó. Còn riêng về kỹ thuật thì anh Bình nhắc lại, về kỹ thuật nuôi dế, trại Thanh Bình sẽ hỗ trợ trực tiếp qua video Zalo, nhìn thấy, trông thấy. Vì phương châm sống của trại Thanh Bình hỗ trợ trẻ và con thành công. Chứ không viết ra mấy cái thứ linh tinh, rồi có một tập tài liệu, rồi cuối cùng có khi là không chăn nuôi, sao chép nó một tí rồi một tí, làm như vậy là hại đến người chăn nuôi nhé. Trại Thanh Bình sẽ không bao giờ làm như thế. Sẽ gọi trực tiếp với anh Bình và mình sẽ là người nhận điện thoại trực tiếp và hỗ trợ trực tiếp cho bà con. Rồi kính chúc trại vệ tinh chăn nuôi thành công nhé. Và có gì hỗ trợ kỹ thuật thì cứ điện trực tiếp qua video Zalo. Đây là phương châm hỗ trợ kỹ thuật của trại Thanh Bình. Cảm ơn tất cả bà con.